Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình hướng dẫn cắt tỉa rau củ quả của công ty Tosa ngày hôm nay. Và hôm nay tôi xin được phụ trách việc hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ điêu khắc củ quả của công ty dạy nghề Tosa ngày hôm nay. Và bộ dụng cụ cắt tỉa rau củ quả của công ty Tosa hôm nay gồm 3 bộ dụng cụ. Một bộ dụng cụ bằng cán nhựa gồm 8 cây, một cây dao tỉa chính và 7 bộ dụng cụ bằng cán nhựa, các loại móc vuông tròn cạnh khác nhau, điêu khắc củ quả bằng inox. Bộ dụng cụ này gồm 6 cây, một cây dao tỉa chính và 5 cây dao inox. Bộ dao xúc inox gồm 5 cây dài. Và tôi sẽ hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ này từng bước một. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ bằng cán nhựa. Với bộ dụng cụ bằng cán nhựa này, tôi đã có miếng sẵn hai miếng bí như phần này, và tôi sẽ dùng dụng cụ móc cán nhựa này tỉa ra con cá. Và đối với việc sử dụng bộ dụng cụ này, mình sẽ tỉa ra cá nó sẽ đơn giản hơn và các bước thực hiện nó sẽ gọn gàng hơn và sắc nét hơn. Rồi, bộ dụng cụ này tôi sẽ lấy ra 4 cây. Rồi, đầu tiên là tôi sẽ cắt miếng bí như này và hình. Đầu tiên là tôi sẽ cắt chéo luôn này. Rồi, sau khi mình đã bắt tháo cái vật này thì mình sẽ sử dụng cây móc. Rồi mình sẽ dùng cây móc săn đậm. Rồi mình sẽ đi tạo mét ở điểm này từ vòng này. Rồi bên này nữa. Rồi mình sẽ vẽ điểm này là mình tạo vây và đuôi. Sau điểm này thì mình sẽ vẽ nên giống như mình cầm, giống như cầm cây viết, rồi mình sẽ tạo nét ở điểm này. Rồi, khi phần này là tôi đã dùng dao móc, rồi tôi sẽ cắt theo đường vẽ này từ cây dao móc ra. Rồi, cắt theo đường nó vẽ. Rồi, và đây mình đã tạo được cái phần nét khối của con cá. Sau khi điểm này mình làm xong rồi, mình sẽ bo nhẹ bằng cây dao tỉa chính. Rồi mình bo tròn cái phần này bằng cây dao tỉa chính như phần này, nghiêng ra. Rồi, bên này nữa. Rồi, đây là phần đối, phần cây dao tỉa chính nên mình gọt. Rồi, tiếp theo sau đó là tôi sẽ sử dụng cây dao móc. Tôi sẽ dùng cây dao móc này. Cây dao nốc màu cam này ấy, tôi sẽ kéo nó ngược về phần này. Đều nhau ở điểm này. Giữ thẳng dao và kéo đều. Và trong bước này mình cũng có thể sử dụng bằng cây dao xanh này, xanh đậm. Rồi, sẽ có rất nhiều cách sử dụng cho mình. Cây dao xanh đậm, cây dao đỏ cũng được. Rồi, đó đối với cây dao này. Và phần đuôi mình cũng sẽ dùng cây dao này mình móc đều.
Rồi, đây là tôi đã phần tạo phần vây đuôi và vây trên, vây dưới. Đối với phần này, mình sẽ làm hai mặt giống nhau với bộ dụng cụ này. Và tôi sẽ sử dụng tiếp tục cây dao xanh này, tôi sẽ tạo phần mang con cá. Rồi, khi mang con cá mình tạo được xong điểm này. Rồi đối với phần mắt thì tôi sẽ sử dụng cây dao tròn này, rồi sẽ hai đầu tròn lớn và đầu tròn nhỏ. Thì tôi sẽ sử dụng đầu tròn nhỏ này tạo mắt cá, đặt nhẹ lên, rồi xoáy đều, quét một phần tròn này ra. Đây là tôi dặn được phần mắt cá bằng cây dao tròn. Phần tròn này thì mình sẽ sử dụng hạt tiêu làm mắt. Rồi khi mình quét được phần tròn ở đây, tôi sử dụng này, quét được phần tròn này, nhét hạt tiêu vào phần điểm này. Rồi là mình sẽ tạo được phần mắt cá. Rồi tiếp đến phần vi. Phần vi thì mình sẽ sử dụng cái phần mà miếng bí đỏ dư này ra. Khi phần vi này thì tôi sẽ sử dụng bằng cây dao inox cán đỏ này tiếp tục. Rồi tôi sẽ tạo điểm nhấn như phần này. Rồi mình móc đều hình chữ C như phần này. Rồi ok. Rồi mình sẽ sử dụng cây dao kẻ chính này, nghiêng dao cắt theo phần này. Rồi và nghiêng dao. Rồi với cây móc này mình nghiêng dao mình cắt được phần này. Đây là phần vi. Và tôi sẽ sử dụng keo để dán phần này vô. Đây. Khi mà mình tạo được cái phần rãnh từ cây này mình dán vô là tạo được phần vi cá. Dán vào. Đây là phần vi con cá. Đối phần cá này mình có thể tạo sóng. Phần sóng này thì mình sẽ sử dụng bằng su su. Đối với phần sóng này hoặc là phần đá này mình có thể sử dụng bằng bộ móc inox này được luôn. Cán nhựa. Rồi, tôi sẽ cắt một miếng su su ra. Rồi, đối với phần này là tôi sẽ sử dụng cây dao này. Đầu tiên là tôi sẽ tạo sóng bằng cây dao này. Rồi, dao màu đỏ nhé. Cây dao này là cây dao móc màu đỏ cán nhựa. Rồi, đây. Khi phần này là mình tạo đồ xong kéo này, song song này đều nhau hết một lượt. Đối với bộ dụng cụ này mình sẽ thể sử dụng những cái đường chéo, đường góc kéo khác nhau và nó sẽ dễ dàng hơn. Đây. Rồi đây. Rồi mình kéo đều cái phần này. Cây dao này. Rồi. Đối với phần bên này mình cũng thể sử dụng bằng cây móc tròn này màu xanh dương, móc tròn đều những cái phần này ra. Đối với phần bộ dụng cụ thứ hai bằng bộ inox này, tôi sử dụng bộ dụng cụ inox gồm 5 cây này và một cây dao tỉa chính và cắt tỉa trên một trái bí ra con chim nhé. Đối với phần này thì mình đã tạo sẵn một cái phần mẫu bí như này và kết nối thành hai cái. Rồi mình sẽ lau sơ phần nhựa. Rồi đối với bộ dụng cụ này thì cây dao tỉa chính này mình sẽ phá khối phần này ra, cắt theo ngược chiều cong này. Rồi. Cuối cùng là mình cắt cong theo phần này và được phần này tiếp tục. Rồi và mình sử dụng cái dao tỉa chính này gọt nhọn phần đầu tiên.
Rồi mình sẽ sử dụng cây móc nhọn đầu tiên. Bộ dụng cụ này sẽ có cây móc nhọn. Rồi mình sẽ vẽ lên và tạo một mỏ đầu tiên trước. Rồi, đối với phần mà mình tạo được cái phần nét này, mình sẽ sử dụng cây dao này tỉa, cắt theo phần nét này trước. Rồi, và phần này mình bo nhẹ phần điểm trên này. Bên này. Rồi, đối phần này. Rồi và mình tiếp tục sử dụng cây móc này tiếp, mình vẽ điểm này trên. Rồi, tạo nét hai bên giống nhau. Và mình nghiêng dao sử dụng cắt phần này ra. Rồi. Và cái dao chỉ chính này mình sẽ tạo mắt luôn. Tạo mắt ở điểm này. Rồi đây là điểm tạo mắt. Rồi mình sẽ sử dụng cây tròn nhỏ. Mình sử dụng cây tròn nhỏ và tạo lỗ mắt ở điểm này. Đi sâu và đứng dao lên và xoáy tròn. Xoáy tròn như này. Sâu hơn thì mình ấn lạch tay sâu hơn. Rồi xoáy tròn ra mình tạo được phần mắt này. Rồi và mình đặt hạt tiêu vào, tạo điểm nhấn của mắt đây. Rồi đối với phần này tiếp tục mình sẽ sử dụng dao tiểu chính này, mình tạo riêng phần đầu riêng. Rồi và phần điểm bên này nghiêng dao. Rồi đối phần này là mình sẽ sử dụng cây dao móc, móc tròn lớn rồi mình móc theo đường này. Rồi mình sẽ tạo cơ mặt. Tạo má thì mình sẽ dùng cây móc này. Tạo bằng cơ mặt bằng cây móc này. Rồi, sử dụng cây dao gọt xuôi này. Rồi, đối phần miệng thì mình sẽ dùng cây móc nhọn này. Tạo phần mép trên và mép dưới của con chim thì mình đi vào đây. Rồi mình tạo được phần nét miệng này từ phần con dao này. Đây, cạnh này. Và tiếp theo đó mình sử dụng cây móc này mình tạo cơ má. Rồi. Để tạo chân bằng cây móc nhọn này được luôn. Rồi đây là phần chân, chân chỉ bằng cây móc này. Rồi mình sẽ dùng cây móc này mình tạo bôi đá. Thank you.
Và cái móc này mình tạo điểm nhấn đầu ngón chim. Và mình dùng cây móc này nhỏ hơn để tạo đường sâu, đường rãnh của đường nét của con chim này. Với phần đuôi thì mình sẽ dùng cây dao bào này. Dao bào cán đỏ kiwi này mình sẽ bào vuông như phần này đây. Dao bào, bào kim mình. Rồi đối với phần đuôi này, mình sẽ sử dụng cây dao móc tạo phần lông đuôi đầu tiên để dựng từ trên xuống. Đây, nét. Kéo ra xong mình móc đều sâu vào những phần này với cây móc này. Móc đều được cong rồi. Sau cái phần này xong, mình sẽ dùng cây móc nhọn kéo thẳng và song song xuống hai bên xuống cái phần này. Sau khi phần này mình sẽ dùng dao phá khối và mình cắt theo phần này xuôi xuống. Rồi. Và sử dụng cắt nâng phần này ra. Và mình lấy phần này ra và tách đuôi. Đối với phần đuôi này thì mình sẽ bẻ phần này ra để tạo cái phần nét đuôi còn lại. Rồi và cắt xuôi xuống. Rồi và mặt sau. Rồi, đối với phần này thì mình sẽ sử dụng cái đuôi này dán vào đây. Xong phần này thì mình sử dụng cây móc này tạo phần nét này đầu tiên. Rồi, và sử dụng cây dao cắt xuôi xuống, bo tròn phần này bằng cây dao thì chỉnh. Rồi đối với phần này thì mình tạo phần lông đuôi nhỏ thì mình kéo nhẹ ở điểm này. Rồi và hạ một đường dao điểm này. Cắt phần này ra, sử dụng cây dao móc tạo phần đá và mình sẽ tạo lông chim. Đối phần cánh chim này mình sẽ dùng cây dao bào kiwi này bào đều ra. Với bộ dụng cụ inox này tôi sẽ sử dụng những cây dao này làm cánh thôi. Và đầu tiên thì tôi sẽ dùng cây dao nhọn này. Mình sẽ vẽ lên điểm đầu tiên là điểm thẳng này và nét cong hình chữ S. Rồi nét cong hình chữ S điểm này. Rồi
Rồi khi mà tạo được điểm cong này thì mình sẽ dùng dao này cắt hạ điểm này theo đường hình thứ cắt nhất này. Rồi khi mình tạo điểm này rồi thì mình sẽ sử dụng cây dao này nhọn này tiếp tục đi một đường cong nhẹ điểm này. Rồi và kéo những điểm chéo này tạo vào những lớp lông nhỏ. Rồi và nghiêng dao. Mình sẽ sử dụng đều tay như điểm này. Rồi và tiếp tục điểm thứ hai. Nghiêng dao. Rồi, đây là điểm nét. Rồi, đối với phần mà đầu cánh này tôi sẽ sử dụng cây dao móc ra phần đầu cánh con chim. Và điểm đầu móc đầu tiên là đặt dao điểm này. Kéo xuôi xuống. Tới đây dừng lại. Mình sẽ dùng đều tay như điểm này. Rồi. Khi mình tạo những phần nét cong từ bộ móc thì mình sẽ sử dụng cây dao này cắt hạ điểm này xuống. Rồi, đây là đối phần cánh mình tách ra. Rồi mình sử dụng tay kẻ phần này xuống. Và dùng dao cắt chéo phần này xuống. Đối phần mặt trong thì mình sẽ dùng cây dao móc lớn này. Rồi. Và dùng dao thì chính hạ xuống. Rồi mình sẽ sử dụng từ bộ móc cái lốc này kéo chéo phần này xuống để tạo phần ra cánh mặt trên ngoài. Rồi mình tạo những cái đường nét nhỏ của đầu cánh. Rồi, đây là mình ra được một phần cánh. Tôi tiếp tục sử dụng ra một lớp cánh thứ hai. Sau khi những phần giới thiệu bằng bộ móc cán nhựa và bộ móc bằng inox này, tôi sẽ sử dụng bộ xúc bằng inox này nữa. Bộ xúc inox này gồm 5 cây vuông tròn và nhọn. Và tôi sẽ dùng cây đầu nhọn đầu tiên, cây nhọn lớn và cây tròn lớn. Hai cây này. Đối với su thì tôi sẽ cắt phân phần nửa quả su su ra và tôi sẽ đục những điểm tròn này này. Rồi tôi sẽ tạo những điểm tròn khác nhau để ở trên phần su su này. Thank you.
rồi và sử dụng. Rồi xúc những phần này và kèm theo đó nữa, tôi sử dụng bộ kiwi màu đỏ này. Kiwi màu đỏ này nó gồm 7 cây, cũng gồm 7 cây. Đối với 7 cây này tôi sử dụng cây giống lớn như phần này, hoặc tôi sử dụng cây này ra. Cây nhung lớn thì tương tự, tôi sẽ tạo phần điểm này ở đây. Rồi. Đối với phần cây nhung này thì nó cho mình được những đường nét mà Sonia, đường thẳng mà Sonia khác nhau như điểm này. Rồi đây. Bên này nữa. Tôi sẽ gắn những cái phần này đã làm đục ra, gắn lên trên này. Rồi đối với phần này tôi gắn điểm này lên đầu tiên. Và dán những phần này tiếp tục vào ngược lên nhau và dán vô đây, và tôi sẽ sử dụng tăm để định vị phần này. Rồi, còn đối với phần mà bộ móc này tôi sẽ sử dụng cây móc này tạo ra một số nhánh cỏ. Đây. Rồi, khi mà sử dụng dao rồi mình cắt chéo phần điểm ngang này. Tách những phần này ra, dùng tay. Rồi đây là phần nhánh cỏ, tôi sẽ làm nhiều phần biến như phần này. Mọi chi tiết về bộ dụng cụ điêu khắc hoa quả của công ty dạy nghề Rosa xin vui lòng liên hệ đầu số 0917 701 001 hoặc truy cập website dụngcubếpbánh.com. Xin thành cảm ơn đã theo chương trình và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.